19 tháng 8 thứ bảy năm 2023 tại núi Thiên Long Sơn. Và 3125 hả? Calaveras Row Milpitas. Rồi thêm này gọi Thiên Long Sơn, Thiên Long Thổ là 3111 Calaveras Row. Ở đó có Milpito với có nước nước suối á, nước suối thiên nhiên cho tặng không. Hai nè. Gọi là cái này Mountain Dragon, còn kia ở dưới là Dragon Mountain, còn kia là Dragon Land. Tức là nó thấp hơn dưới trên núi Thiên Long Sơn. Mình hỏi đây chuyện chút để mình đi xuống dưới. Thường mấy anh sáng mà đọc kinh đó là chắc phải có một đứa chạy xe, tại vì tâm mấy con chưa có vững mà đọc mà xe lên kiểu này nó không có tập trung đó. Phải đứa nào lấy cái xe chạy ngang ở đó một cái, phải không, ngồi đây đọc là khỏe. Mình biết không có xe nào lên đó, ai không cần biết đi lên được, đọc kinh lên không được thì đậu dưới, chứ mà còn để cái đường kiểu này á người ta sẽ làm phiền lắm. Rồi đọc buổi thời kinh nó không có thành, nó gọi là không có đúng như ý mình á. Nhiều đứa cũng còn nghe tiếng động cũng còn bị giọng tăng á. Nên làm sao muốn đọc kiểu này á, kiếm chiếc xe chặn ngang chỗ chỗ cái đường lên, không có chiếc nào lên khỏe. Đi bộ lên có mấy bước đâu có sao đâu. Ở Việt Nam thêm mấy tiếng động kế tiếp nó còn nổ còn lớn hơn cái vụ nổ hồi nên kỳ gọi là gì ta, núi đó kêu là núi gì ta, núi Dài. Không, núi Dài kia là gì, Ngũ Đài Sơn hay Thiên Hòa Long Sơn. Hòa Long Sơn bị nổ khủng khiếp bằng cũng gần bằng cái bom nguyên tử vậy đó. Mà tất cả hệ thống truyền thông YouTube hay là của chính phủ, báo Thanh Niên, báo gì không gì tuổi trẻ gì đó im re, không có tiếng nào lên tiếng. Đài Vo rồi cũng không có, OFI rồi cũng không lên tiếng luôn. Vậy mà con gà ăn dịch hay là con bò ra đường đụng cái là lên báo trời. Cái nước Việt mình sao nhiều chuyện lạ vậy đó. Cười không? Còn núi á, núi Thiên Cẩm Sơn á, đã là núi thì có bao giờ bị lũ lụt, vậy mà cũng bị lụt, vậy mà cũng không tờ báo lên tiếng. Ở Mỹ này thì thôi, mấy cái đài Trần Nhật Phong, cái Hàng Quy gì, nó không biết thì không nói gì. Còn Việt Nam á, Color Man hay là Pollock hay là mấy cái tàu lao ăn uống mà không có ra gì á, là lên thôi. Còn bữa nay ca sĩ showbiz nào á, mặc áo đồ hiệu Louis Stone đồ này nọ là lên là trời hết. Còn nguyên cái núi của nước Việt bị nổ khủng khiếp như vậy, chẳng có chính quyền nào tới, cũng chẳng có đài nào lên lại mà đăng lên á. Thấy buồn cho nước Việt. Chắc mấy đại ca một tay che trời, cái tay đẩy cho cái hội, đẩy cho cái thời thượng quân đừng có tới gần á. Nên nhiều lúc mình thấy cũng cười á. Chỉ tội nghiệp mấy đứa nhỏ ở vùng vùng đó, nó phải đi lên trên đó nó quay rồi nó leo nó trèo vậy đó. Bữa nay thêm cái ở núi Ba Khê có cục đá lăn xuống nữa, khổng lồ nữa. Này mấy vị nói thêm còn 2 tiếng nữa, gán chờ thêm 2 tiếng nữa. Có bao giờ có ai nói mà lấy dĩa the mà che được mắt thánh không? À vậy á, mà cái núi khổng lồ bị sập gì á,
mà ở bên Việt Nam che được công nhận á, hay lắm. Rồi coi như chuyện không có gì xảy ra. Tử ngồi xích bên, ngồi qua bên đây nè. Ngồi này. Đây Tử đội nón trắng á. Ngồi ghế bên đây nè. Ngồi bên đây mát hơn. Những cái dạng mà phàm phu á, không có tu á, mà lại nhiều cái chứng ngu, nhiều tánh tu. Không phải câu của hà mấy vị nói những người phàm phu không tu, nhưng mà mình dịch lại là kẻ phàm phu không biết tu thì ngã chấp nó nhiều. Nhưng mà mình dịch cái này cho dễ hiểu, tại mình nói chấp đồ, mình nói vô minh đồ, mình nói đại chúng, mình nói ảnh thực đồ, mấy họ không có hiểu. Tại mấy ông thầy nói cả mấy chục năm nay ông nào cũng dùng mấy danh từ, mình nói thẳng tiếng Việt luôn, kẻ phàm phu nhiều tật ngu, siêu ngu, chết tới nơi vậy mà cũng vẫn còn lì lợm. Tại vì không biết tu á, con người sanh ra nhiều nhiều lắm, cứ nghĩ mình khôn, thật sự rất là siêu ngu mà nghĩ mình khôn. Rồi chấp, từ chấp cho tới ích kỷ, rồi nhớ toàn chuyện quá khứ đau thương buồn bực, rồi tham lam, rồi không có theo dõi chuyện gì xung quanh, không có tin những gì ai nói, không có nghiên cứu gì hết, cứ theo cái ngã chấp của mình, theo cái sự lì lợm cứng đầu của mình. Rồi từ đó đến khi mà chuyện nó đã xảy ra rồi, 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 nó ra thái bình á, quý vị có hiểu cái đó là gì không? Có nghĩa là không phải là cái xác phàm chết. Cái xác phàm chết là chuyện dễ ợt, chuyện nhỏ như con thỏ là xác phàm bị mất. Mà cái thần hồn á, có được sàng lọc để mà tái sanh trở lại của cái thời sung sướng, cái thời vàng kim hay không mới là quan trọng. Cái thần hồn có được về thiên đàng hay không mới là quan trọng. Hay là cái thần hồn á, bị đầu thai làm thú, hoặc là có những cái người mà quá ác á, mà bề trên không dạy dỗ được nữa đó, gọi là biến thành một cái luồng khói trong không gian luôn, là mất xác mất hồn, không còn tái sanh làm thú được nữa. Nếu mà tái sanh làm thú, làm cây cỏ, làm đá là phước. Nếu mà tái sanh làm được con này con kia là có phước. Mà cái này không còn cái thần hồn để tái sanh nữa thì cái đó mới gọi là 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 mới ra thái bình. Ở bên kinh Chúa cũng có nói vậy, ngày xuống ngày cứu con của ngài, không phải là cứu chỉ cái xác phàm, cứu quan trọng là cái thần hồn của mình. Linh hồn là vĩnh cửu, không bao giờ chết, nhưng mà kỳ này là chết thiệt á. Còn cái xác phàm là như cái áo, bữa nay mình mặc dơ mình thay áo khác, ai cũng biết chuyện đó. Nhưng mà thời mạt pháp này á, chúng sanh á, vì một cái xã hội gọi là tam vô á, là vô thần á, những cái thời nay vô thần, thiên ma nó xuống, nó cho tăng ni đầu thai vô mặc áo vàng cạo tóc, nó cho thiên ma nó cho con cháu nó đầu thai làm ông cha trong nhà thờ, rồi nó cho con cháu của nó đầu thai làm tổng thống, phó tổng thống của đảng dân chủ, đại cái ở đâu cũng có thiên ma hết, chứ không phải mình nói riêng là thiên ma là từ Các Mác Lenin ra nha, cái đó là đại thiên ma mình không nói. Còn thiên ma ẩn, thiên ma hiện đủ kiểu hết, giữa chánh và tà, thiện và ác đang tranh đấu kịch liệt của thời nay. Một số còn lại mà hôm nay có hữu duyên biết được thiên tướng kiệt này, người nào biết được thiên tướng kiệt này, người đó sẽ được cứu qua cái sàng lọc. Người nào không biết kiệt là ai, rất là khó cứu. Trên có nói cái đó, gán nhớ kỹ là hôm nay lời nói. Người nào nói kiệt ảo là bảo đảm khó cứu luôn. Thật sự kiệt này không có ảo. Chuyện này chơi với mấy siêu di mạch rồi đâu có ảo được. Chỉ có những người ảo, họ không bao giờ nhìn thấy một cái thành phố hài hoài đang cực kỳ sang trọng, người giàu là đang ở đó,
chị mà đang nằm bãi biển không vô mắt, chỉ trong chớp mắt nguyên một cái thành phố bị biến mất thành một đống tro tàn gần cái chục tỷ, vậy mà cũng không có ngộ ra được. Cách đây ba khi mà cái hồi xà thời tận thế bắt đầu năm 2017-18, mình đã lên nói rồi, ở đảo Big Island nó là nguyên cái núi lửa nó cháy, hôm nay tới Maui là cái đảo nhỏ kế bên. Rồi Việt Nam mình bao nhiêu thiên tai địa chấn, bệnh dịch cùng song song hài oai bị cháy ở ở Ngũ Đài Sơn, ở đó Ngũ Đài Sơn phải không? Cái núi mà đang bị bể tức là Hòa Long Sơn. Hòa Long Sơn là nổ ra tiếng sấm đầu tiên cùng với bên Bắc Kinh á, Trung Quốc, trời ơi xe mà nó trôi cũng giống như lục bình trôi vậy đó. Quý vị có thấy không? Biết bao nhiêu người chết mà bên đó họ không có cho xài Facebook, YouTube của hải ngoại, cho nên cái số người chết và cái số lượng tổn thất bao nhiêu mình vẫn không biết, rồi nó giấu tin tức. Nhưng mà cái núi Hòa Long Sơn này á, mà nổ ra mà bị sạt lở lớn khủng khiếp như vậy á, nếu mà coi trên hình thấy nó không phải là chuyện nhỏ. Tại sao chuyện con bò ra đường á thì mấy ổng lại cho đăng lên báo, cho lên YouTube, còn cái chuyện mà nguyên cái miền Tây bị nạn bị lớn như vậy á mà im re hết trơn nè, có cái vấn đề gì kỳ với ta? Cũng cùng nước Việt mà sao lại cái sự dị biệt? Nếu mà người có chánh kiến và hiểu một điều, họ vẫn còn chống trời đó, vẫn coi cha không ra gì. Sau này những người vô nghi này khó cứu lắm. Cả dòng họ, con cháu không bao giờ có tương lai. Người nào mà còn nghe được cái tiếng nói này, người nào mà còn hiểu được, biết thiên cơ, mình phải lợi dụng thời cơ, cơ vận, rồi mình mới lập cơ đồ cho con cháu mình, cho tài sản của mình, cho tương lai của mình và cho cuộc sống hạnh phúc của mình đang mỗi ngày, để khỏi có bị mình biết được đường hướng, mình không có gì phải lo. Còn ngược lại mà cứ xuyên tạc rồi nói Đức Thầy sẽ không bao giờ xuất hiện, Ngài sẽ xuất hiện á, chứ không phải là Hồ Chí Minh xuất hiện đâu. Mà cái Hồ Chí Minh mà nằm lăng Ba Đình á, là bữa mình nói clip rồi, đó là người Trung Quốc ở trên đó vậy, confirm luôn. Còn cái Nguyễn Ái Quốc á, là ở đâu mình vẫn chưa tìm ra, để bữa nào có thể ông đi đầu thai rồi. Chuyện trắng thì nói đen, chuyện đen thì nói trắng. Một cái núi bị sạt lở khủng khiếp bằng mấy trái bom hồi xưa B-52 bỏ chừng chục chiếc B-52 cũng không bằng cái núi này nữa, vậy mà im re chứ. Còn showbiz hay là ba hậu diện cái hay là bò cái đường bị đụng xe cũng lên đài rầm rầm. Chúng ta là người Việt, chúng ta thấy có đau lòng không? Ở bên đó anh em dòng họ bà con mình cũng còn rất là đông, họ giống như họ vẫn chơi với ông trời vậy. Khi tiếng sấm nổ thứ hai nó lớn hơn cái tiếng thứ nhất rất là nhiều, nó lớn hơn kỳ này nữa, tiếng thứ ba nữa, thì lúc đó các chư vị sẽ xuất hiện đó, lúc đó mình sẽ có nước Việt mới. Gần đây thì cũng không có tin gì mới, chỉ có cái tin là sẽ có nạn đói. Thì giờ mình cũng nói trúng cái vụ nạn đói rồi đó. Tiền Bắc Hồ thành tiền giấy thì ai giờ cũng thấy rồi. Giờ nạn đói sẽ kế tiếp diễn ra trên nước Việt. Đến khi nào mà mấy đại ca mà biết được
cái gì thật là thật, giả là giả, thiện là thiện, ác là ác. Ở thời nay mình chẳng có ghét cộng sản, cũng chẳng có ưa quốc gia nghe. Mình là thuộc dạng nối hàng ở giữa. Trong những hàng ngũ quốc gia cũng chưa chắc có những người có chánh nghĩa. Nên nhớ như vậy. Những thằng mà cầm hay là mặc luôn áo cờ vàng bay sọc đỏ, chạy ra đường biểu tình làm những hình hay là làm này làm kia, chưa chắc nó là chánh nghĩa. Nó chỉ làm náo động để cho ở bên Việt Nam mấy đứa nhỏ đó không có còn cảm tình với hải ngoại. Cho nên nó làm những cái hành động đó. Đó là gọi là kim cương đầm lầy đó, kim cương nằm dùng đó, gọi là cộng sản nằm dùng đó. Cho nên cái chánh nghĩa nó không có ở bề ngoài, cái chánh nghĩa nó từ ở trong tâm của chúng ta. Cái thiện nó trong tâm, cái ác trong tâm, chỉ nhìn bằng hành động, chứ không có thể nhìn bằng lời nói được. Nên nhớ kỹ tất cả hội thiên, muốn nhìn một người phải nhìn bằng cái hành động. Nó không có thể mà dùng nghe mỹ từ hay là nghe mấy cái mà im dịu ở trên đài á. Tại văn chương đó là văn chương để mà gu ngủ, để mà dụ người khác. Còn người này không có văn chương, dốt mà làm gì có văn chương. Qua Mỹ đâu có biết tiếng Việt. Hôm nay nói gì là miễn đủ hiểu là được rồi. Mục đích của mình là truyền tin, chứ không phải mục đích của mình là để đi gu ngủ ai hết. Ai có phước thì hiểu. Chỉ mong là quay về cha mẹ. Tại vì lâu nay nước Việt quên đi Thượng Đế. Họ không còn thờ cha ở ngoài trước cửa nhà nữa. Rồi họ tôn vinh những cái thiếp vô thần. Rồi họ thờ một cái người ngoại bang như là Hồ Chí Minh ở trong nhà. Mỗi ngày á, là lại Hồ Chí Minh, lại Các Mác, có nhiều nhà ăn nam thờ vậy đó. Rồi họ có nghĩ Hồ Chí Minh á, là giống như Phật, thần thánh. Có mấy cái hình đó, thờ còn cả ông Phật nữa. Đó là vô minh, siêu ngu á. Hôm nay mình nói lời thật thì lại mít lòng. Rồi mình nói ai mà đi một vòng ở Lăng Ba Đình đó, người đó cả cuộc đời sẽ không bao giờ ngóc đầu nổi. Trong nhóm đệ tử mình có, nhờ qua đây nó gặp sư phụ, cái phụ gãi nước đầu giờ hết. Nhưng mà còn số Việt Nam đâu có được làm vậy. Cho nên suốt đời sẽ không ngóc đầu nổi. Mà hầu như cả nước Việt ai cũng vô đó, cho nên cả nước Việt cũng không ngóc đầu nổi luôn. Tại trong đó là Trung Cộng nó ém mà. Quỷ mà. Chúng cộng nó xài thần thông mà gọi là tà, thần thông tà đó, black magic đó, tà thần á, còn dữ hơn mình nữa. Giữa chánh và tà hôm nay đến thời gọi là kịch liệt rồi đó, dạng cuối rồi. Chuyện này không có 6.0, không danh, không lợi, không vận động gây quỷ, không chính trị, không thuộc về phe phái nào hết. Cũng chẳng làm phiền ai. Vậy mà cũng có một nhiều người cũng làm phiền mình lắm á, Việt Nam á. Sau này khi chuyện đâu rõ ràng đó đó, đừng có bao giờ nói là trời ơi sao con lại gặp cảnh ngộ này, trời ơi bất công với tôi quá, trời ơi sao đối xử tôi như vậy, trời ơi sao tôi lại lâm vào tù tội. Đừng có bao giờ than. Trong cái clip này nói rõ, 5 năm nay cha cho Kiệt lên nói chuyện là để cho biết là trời Phật đó công bằng, cho lộ cơ hết. Để mà sau này đừng có hối hận. Tới ngày hôm nay những người nào mà chưa hiểu ra được nữa đó, thì đến khi một nước Việt mới đó, không cần biết mà chuyển tiền qua Mỹ nhiêu ta. Bữa ông kia mình chỉ đón khoảng chừng 300 tỷ. Tổng cộng từ xưa giờ 55 năm cộng sản chiếm miền Nam mà giờ vét tài sản của nước Việt qua Mỹ khoảng nhiêu ta, 300 tỷ đi. Hết luôn á. Từ thời Bắc Đồng, Bắc Dững rồi tới đây. Nhưng mà có ông thì nó khoảng 600 tỷ. Ô chuyện nhỏ. Nếu mình muốn một nước Việt hàn gắn á,
mấy trăm tỷ nhầm gì, nó Elon Musk nó chê chê vui vui thôi, cũng 40-50 tỷ vụ Twitter rồi, mà một người tỷ phú ở đây á, người ta cũng có thể có cái số tiền đó, phú hồ cả nước Việt chỉ vì mấy trăm tỷ mà đánh lộn nhau nữa à, đâu có đáng. Nếu người làm chuyện lớn phải biết tính tổng số tổng thất, rồi tổng số để mà khi mình gây dựng là một việc cường thịnh. Cho nên mấy đại ca đừng có lo mấy cái chuyện mà sẽ bị mất tài sản, chỉ đóng thuế rồi đồng thời quay đầu thôi, quay đầu càng sớm á, thì còn không có bị muộn. Còn mà nếu mà chống đói mà làm cho cơ trời đi chậm á, Đức Thầy mà xuất hiện chậm á, dân đói chừng nào á, dân nó càng quá hận chừng đó, thì cái linh hồn của mình á sẽ gọi là biến thành một cái luồng khói trong không gian á, không có được đi tái sanh làm con bò hoặc con heo trả thịt trả nợ cho thế gian nữa, không có đủ phước để là trả thịt á. Làm đầu thai ăn heo gà trả thịt, tại vì cõi kia đâu có xài tiền, tỷ tỷ nhưng mà không có xài tiền, phải đầu thai là bò heo để mà cho người ta ăn lợi á, chỉ trả bằng cách đó. Cho nên sau này nước Việt gây dựng trở lại với một cái số tiền giàu cho bữa hổm mấy người tính, cũng không bằng đem một đống máy công ty Di Mạch hay là mình sản xuất được cái gì trong vòng 1-2 năm mình đã có cái số tiền khổng lồ đó rồi, và đồng thời hàn gắn một cái dân tộc lại, con cháu đời đời hạnh phúc, và người ta sẽ khi cha ăn mặn á thì con á là phải đi gán ăn ngọt lại để trừ lại, chứ không phải cha ăn mặn con khát nước, không có điều đó, thời đại văn minh không có, hồn nào tính tới hồn đó. Tại vì trong cái thời đại này bề trên á cũng cho một số chư thiên đầu thai vào con của những ma quỷ, cha tuy làm ác nhưng chưa chắc con nó ác, để mà bước từ hạ quân mà bước vào thượng quân đó, thì những đứa nhỏ mà nó qua đây du học sinh sau này, hay những đứa nhỏ con HO sinh trưởng lớn ở Mỹ, sau này tụi nó đều phải ngồi chung lại nhau, và những nhà bác học lỗi lạc, những nhà kỹ sư, những nhà thương gia, những nhà tỷ phú có tiền, tất cả trong thâm tâm chúng ta người Việt, nếu mà đừng có bị thể chế vô thần mà nó nhồi sọ, và nó một cái nguồn máy mà gọi là brainwash, dịch cái tiếng Việt gọi là tẩy não á, để nó hiểu sai mọi chuyện á, trắng thành đen, đen thành trắng, rồi lịch sử Việt Nam á cũng chẳng thèm học nữa, học ba cái nhỏ khùng Nguyễn Nhân Sĩ Sáu Phạm Trỗi về tầm bậy tầm bạ nó dựng lên, thì học thì rành lắm, bà chân bà chịu không chịu học. Thì nếu mình không có những cái thể chế mà muốn của Trung Cộng để mà nó diệt chủng nước mình, đó là mưu mô từ lâu rồi. Tại nó giết Hồ Chí Minh để đưa Hồ Chí Minh giả lên là nó muốn diệt chủng nước mình. Thì nước mình không có nổi mà chia rẽ từ ở trong người Bắc, người Nam, người Trung. Cũng không có chia rẽ Bắc Cali như nồi cháo heo, miền Nam, đậu hũ, Houston, có Hoàng Vĩ Hùng được, nó không có cái đó, cũng không có kim cương nữa. Tại vì mỗi người Việt chúng ta có tinh thần bất khuất và yêu nước, chứ mình không có giống như những cái sắc dân ở Nam Mỹ hay là Mỹ hay là người những sắc dân ở Phi Châu, mình không có đó. Chẳng gì một người Việt mà lỗi lạc thì Trung Cộng ở sau lưng qua Nam á, nó kêu những người Việt khác để mình dèm cái người Việt đó xuống. Cho nên người Việt mình không có đoàn kết, không phải là do người mình, mà do một cái bộ máy, và do cái thằng khổng lồ đứng sau lưng nó chỉ huy. Mình mới nên nhớ, không phải là do chính người mình để mà chia rẽ người mình, dựng lên những ông HO giả. Bất cứ hội đoàn nào ở đây á, ông nào cũng lãnh tiền già tiền bệnh, làm gì có tiền để mướn chỗ để mà mua qua, hay là giống như đang cái cờ vàng ba chục đỏ, làm gì có tiền mua giải. Là toàn là Việt Cộng nó vô, nó giữ cái chức gần tháng, nó trả 1.000 đồng có một chỗ hay là nắm quyền. Bất cứ hội đoàn nào đều cũng có cộng sản hết, nên nhớ đa số, coi lại cho kỹ. Còn những cái đài truyền thông ở đây thôi khỏi nói, không có đài nào không phải của nó chứ. Quý vị coi cho kỹ,
Hôm nay cả cái Thiên Nga hay là cả cái Isa cũng lại coi cho kỹ. Cả một cái dân tộc á, đang đói khổ, lâm nạn đủ chuyện hết, không có việc làm, không có tiền. Rồi lại thêm nạn tai lũ lụt, rồi địa chấn kinh hoàng. Vậy mà ở Mỹ tất cả các đài chỉ đi quảng cáo và những cái mega và những cái người gọi là tài năng của tinh hoa của người Việt hải ngoại. Có ngày quảng cáo ba cái máy đấm bóp với ba cái đồ điện tử. Quý vị thấy có mắc cười không? Từ tài tử cho tới ca sĩ. Đó là cũng là một trong những cái mà để cho chúng ta cần phải để ý. Chúng ta phải có chánh kiến, biết lúc nào mình nên hưởng thụ, lúc nào mình nên biết. Mình tuy là ở xa mình không có lo được, nhưng mà mình để chút tâm tư á, mình suy nghĩ, thì cái tầng trường của mình á, cũng phát ra một cái tầng trường ánh sáng tốt. Rồi ở bề trên nó cũng nhìn thấy được cái tâm của mình còn thương giống nồi của mình, còn lá là lá rách đầm là đùm lá te tư, đúng không? Thì đó là ít nhiều như vậy, còn hơn là bây giờ cứ lơ. Trở lại câu chuyện đó là nguyên một cái núi, cũng như là 10 trái bo mà 10 chiếc máy bay B-52 bỏ hồi xưa vậy đó. Vậy mà không có một cái đài nào nói chuyện đó. Quý vị để ý đi. À, nó làm gì á, làm cho bề trên còn giận nữa, cho mày á nổ, mà nổ kia này nổ bự nữa, mấy gì nói nó sẽ những cái kế tiếp còn lớn hơn nữa. Chỉ tội nghiệp mấy đứa nhỏ bệnh, nó lặn, nó đi, nó đâu có được mang giày, hai kỳ nó mang dép mà nó lội bơ lên đó, nó quay lỡ chợt té cũng chết. Đó là cái núi Họa Long Sơn hả? Rồi cái bên kia núi Ba Gê, bữa nay có một cục đá khổng lồ rớt xuống nữa. Cơ vận đi hàng nghìn năm, trời Phật không bao giờ nói dối chúng sanh, nói sao làm vậy. Thì cái khi sau ba tiếng sấm nổ, Đức Thầy xuất hiện giảng ba bài pháp kinh hoàng thế giới, lúc đó chúng sanh mới thức tỉnh. Hello, đó ai muốn nói gì lấy cái này nói. Cái này giống đồ chơi quá ha, nhưng mà cũng đỡ được chút. Thôi bê gống lên tiếng. Người á thì thuận theo đất, đất thì thuận theo ông trời, ông trời á thì thuận theo đạo thì thuận theo tự nhiên. Mà hiện giờ đất á, thì sụp lở, thì có nghĩa nghĩa là gì? Con người không có sống, không có thuận hòa nước Việt, cho nên mới ảnh hưởng nè, lũ lụt, cháy nhà, địa chấn. Đó là đất, đất người á, thuận theo đất mà. Còn cái đạo á, thuận theo tự nhiên là đến thời buổi này cha mẹ cho cái đạo thiên tâm á, ra đời là để thuận hết tất cả lòng người, để sau này mọi người á, cả người Công giáo, người Hồi giáo cũng phải biết có luật nhân quả. Chứ hiện giờ nó số lượng đông trên quả địa cầu, nó cũng không tin là có luật nhân quả, chỉ tin là cha là thượng đế á, là sẽ cứu nó, không à? Không có đúng. Cha chỉ cứu phần nào thôi, tha được chỉ cứu phần nào, chứ giờ cái nghiệp của mỗi người cũng phải lãnh. Thì hôm nay nó được upgrade, tức là được lên lớp. Những người bên Trung Đông á, người Công giáo cũng vậy, được lên lớp. Việt Nam mình á, không có thuận, cho nên đất cứ lồi, cứ lõm, rồi hết thất nghiệp, rồi tới thiên tai. Kế tiếp sẽ còn nhiều chuyện ly kỳ xảy ra nữa trong 2 tháng tới, gắng chờ xem. Ok, ai muốn hỏi gì hỏi.
coi nói cho đâu nói. Nam mô Di Đà Phật. Để gần gần đây cái này loại dởm cho nên để gần. Sau khi mà núi Hòa Long Sơn có để nghe như là cao đồ để thẳng như này. Sau khi mà Hòa Long Sơn có tiếng nổ mà sư phụ báo là đó là tiếng sấm đầu tiên. Sau đó mấy ngày thì ở núi Cấm có xảy ra một vấn đề. Con rắn mãng xà của chiều nó có cái đầu ba thước thẳng lên, ông nhìn qua hướng đông, nhìn qua hướng tây, le lưỡi à. Trong một tiếng hồ mới là lặn xuống. Như vậy thì trong cái lời sấm á, xà dương cất cổ. Nguyên cổ gì kim hả? Dạ không, xà dương cất cổ thì tầng dương khởi loạn. Mà không biết là cái năm đắng hay là xà dương cất cổ là tầng dương khởi loạn. Tầng dương là gì? Tầng dương là tầng là nước miên. À là khởi loạn. Khởi loạn. Ô mấy thằng nhóc đó nhầm gì? Chưa bốn chiếc xe tăng qua cái là xong. Nhưng mà cái ông rắn mang xà này ông cắt lần đầu tiên trong 70-80 năm nay đó. À đó là chắc thiên là cái trắng hay gan đen. Dạ thưa, rắn này rắn mang xà tức là ở núi Cấm á. Để sư phụ nói cho mấy đệ tử họ thiên nhìn thế giới biết nha. Mấy tất cả mình có huynh đệ, sư phụ có hai đệ tử Thiên Cẩm Hoàng, Thiên Cẩm Thông là hai ông xà thần tu ở đó mấy nghìn năm khổng lồ. Sư phụ lập miếu đảng tử mấy ông qua Mỹ, mấy ông thành thần rồi, mấy ông nói ngài nhận tôi làm đệ tử hồi mấy năm trước. Rồi bây giờ ông lâu lâu cũng qua Mỹ hoài nè. Rồi thêm mấy đệ tử gọi là Thiên Cẩm Bạch Hổ anh, Thiên Cẩm Bạch Hổ em, hai con nữa. Cho nên ngoài con người cũng còn có rắn với hổ là anh em của họ Thiên đó. Lên trên núi mà có chuyện gì nói Quỳnh ơi cứu em, mấy cái hôm nó ăn mắc tiền quá, chém quá. Không điện mà mấy ông linh lắm, mấy ông nói chuyện cho phụ hoài. Mới nãy nữa kìa, hang bạch hổ, rồi mấy ông rắn nữa. Mà cất cái đó xong thấy ai quầy gì đó. Dạ, có quầy nhưng mà đường ít ai để ý lắm. Tại vì cái này ta để ý mấy cái chuyện của Coleman với khoa lắp đạn uống rồi hay hơn. Rắn nhầm nho gì. Như mấy cái chuyện mà bị bà vụng trộm đồ ở Việt Nam nó lên tin tức dễ lắm. Dạ, rung cho bang nhiều người coi. Hà lửa, có thằng hà lửa thôi mấy triệu người vô coi. Còn nguyên cái núi mà sập vậy á, chẳng ai làm gì coi hết. Quý vị, cái núi mà mai là mấy vị thần che là không có để cho dân chết á. Cũng có nhà đó mà nguyên cái núi sập vậy là chuyện rất là đại sự á. À, vậy mà buồn á. Chẳng mấy cái đài này không biết là sao. Còn bà Phương Hằng á, em đẹp không cái là thôi mấy triệu view rồi. Ngộ, lời thiệt á hả hai con. Thật sự trên mạng mà không có bả cũng hơi buồn. Bữa giờ bả rồi. Thời ngày mà trước khi bả bị bắt á, mình cứ lên cái clip thì dù xuống trần á, cũng là chánh đạo á, cũng là phe chánh, để mà lật lên cái gận rít rớt đồ lên. À, nhưng mà dù bớt nó lại, nếu không á, dù sẽ vô họp. Mà dù vô họp rồi dù phải chờ tôi về tôi mới cứu vô nổi. Tại vậy trên trời nhảy dù xuống á, là chỉ có người trời mới cứu. Quỷ nó không bao giờ nó cứu đâu. Cho nên bà ngồi đó bà chờ. Ở đây mình ngồi ăn chỗ mình biết chuyện trên thế giới hết. Rồi nói đi, tiếp đi. Hang rắn bự không? Rắn này to bằng cái cột đèn vậy thưa. Tức là thí dụ nó nuốt được, và nó nuốt được con gì? Nuốt người. Nếu con người nó nuốt vậy ạ hả? Dạ, mẹ nhìn lớn vậy nè thí dụ. Ồ vậy bển có 200 người mà để mà sanh sát nước Việt, để 200 người đó vô để cứu 100 triệu dân nó nuốt khoảng mấy ngày.
mà thật sự đảng viên nó 4-5 triệu lận, nhưng mà mấy thằng kia chỉ là cái nghề đi kiếm tiền thôi, nó cũng ghét lắm. Chỉ có 200 thằng nó ăn trên ngồi rồi, nó không có muốn thay đổi. Có 200 à, đâu có nhiều đâu. Nghĩ nó nuốt chừng 3 ngày sạch 200 thằng. Lần đầu tiên rắn mặn xà cắt cổ 3 thước, mà nhìn qua hướng Tây, nhìn qua hướng Đông vậy nè, rồi le lưỡi trong tiếng hồ mới là xuống. Mà khi mà dương lên là thẳng đứng như cây cột thôi quý vị, cao hơn mấy cây cổ thụ chung quanh ở trên đỉnh núi cắm á. Chuyện cũng lạ nè, tại đồ này có 39 đồ thôi đó, đâu có mắc tiền đâu nè, còn ngủ. Made in China. Ở Việt Nam mình á, cái gì dễ ợt, bán đồ quỷ này dễ ợt cũng không bắt chước được. Cái gì cũng làm Made in China hết. Mình chỉ còn làm cái bàn, cái ghế, cái muỗng ăn cơm mà Made in Việt Nam thì mình cũng giàu nữa. Tại thị trường Mỹ nó lớn khủng khiếp. Hơi đâu mà phải đi xanh dùm rồi đi qua Nhật rồi đi qua Nam Hàn làm bồi bàn để làm gì. Không có giờ rồi, đừng mấy vụ mày. Ok rồi, ngoài đó ai có hỏi gì không, cầm microphone. Lâu lâu gặp bà con về thăm, ai muốn hỏi hỏi, nói cũng nói nhiều. Dạ, con gần gần vậy nè. Hôm nay con đến gặp sư phụ, con muốn hỏi cái này hơi ngoài đề chút xíu sư phụ. Tại vì nhà con á, tự nhiên có một cái con chim bồ câu nó bay tới, rồi cái con mới kêu thằng con trai của con á, thì con nói là có con chim gì bay vô nhà mình nè con ơi. Thì con coi á, thì thấy là con chim bồ câu, cái con thả nó đi, mà con trai của con á, thả nó đi má, đừng có bắt nó. Cái con mới cầm con thả nó đi, thì nó không có bay đi, thì nó bay vòng trở lại, nó đậu trên cánh cửa nhà con, cái cửa trước đó. Rồi cái con mới kêu thằng con của con ra, hàng con của con ra, thì thấy con chim nó đưa tay, nó đeo vào tay vô. Thì chim bồ câu đậu trên cánh tay của nó, thì nó thả cho bay một lần nữa, thì con chim không có bay đi sư phụ. Thì con chim bồ câu nó bay trở lại nữa. Thì con hỏi bây giờ con nuôi nó cũng được gần 2 tháng, gần 3 tháng rồi. Rồi con của con á, thằng trai lớn nó nói là bây giờ nó muốn ở với mình rồi, mình đi mua đồ ăn cho nó ăn. Bây giờ mình thả nó đi á, thì sợ nó không biết kiếm đồ ăn, thì sợ nó chết. Thì bây giờ con hỏi sư phụ, cái điềm đó nó tốt hay xấu sư phụ? Chim bồ câu trắng chim tới nhà tốt, có gì đâu. Có duyên gì nuôi nó đi. Yeah. Nhưng mà khi nào mà nó chết đừng có làm bồ câu quay được rồi. Thế mày đó ai có hỏi gì không? Dạ, ký lại câu hỏi số 2. Thứ hai nữa là con đi làm về á, thì con tụng kinh không đúng giờ. Có lúc thì con tụng 8 giờ, có lúc con tụng 9 giờ, có lúc con tụng 10 giờ. Mà không biết con tụng đúng giờ có sao không sư phụ? Có tâm là được rồi, cũng được. Nhưng mà là chỉ mấy cái vị hộ pháp của con á. Dạ. Bất cứ chúng ta ai cũng có người hộ nha. Người bình thường á, cũng có cụ quyền mình theo hộ. Hoặc là những người thân nhân mình theo hộ. Bất cứ ai cũng có người hộ, thì họ chỉ thích mình đúng giờ để họ còn đi làm những cái chuyện riêng của họ. Còn mình mà đổi giờ hoài á thì họ cũng hơi mệt á. Giống như mình hẹn với Mỹ mà mình cho lau cây vậy đó. Hôm nay mình hẹn chư thiên cho chư thiên lau cây. Nhiều khi con đi làm về làm nghề móng tay sư phụ, về những cái gì sớm khi về trễ cũng được. Dạ. Coi như mình đọc cho cái tâm mình, rèn luyện cái tâm mình, nó nhìn nhã những cái đó. Đến khi mà hồn thì khỏi xác, thì cái đó là cái tài sản quý báu nhất của đời mình để mang theo. Còn những người mà tỷ phú, khi họ không có biết kinh điển, họ không có biết thế giới vô hình và thần hồn đi về đâu á, thì lúc đó họ mới là người nghèo nhất. Mà trong mắt chúng ta, những người giàu nhất mà không hiểu về tâm linh là những người nghèo nhất. Những cái cây á, mấy con thấy những cái cây á,
mà lá nó khô rồi đó, là họ là đó là những người giàu của thời đại này đó. Tại vì họ không có biết bồi dưỡng để cho kiếp sau họ thăng tiến lên, mình sống để làm trời, làm Phật, làm tiên, làm thánh, làm thần, chứ không phải mình làm người mãi ở thế gian này. Đó là những người hiền làm người thế gian, chứ không những người dữ đâu được làm người hoài đâu, phải làm thú nữa, phải trả nợ. Mà những cái người giàu hôm nay ở nước Việt mà không hiểu cái tiếng nói này á, tiếng nói của Việt á, mà cũng chẳng có hiểu trời hiểu đất là gì á, là giống y như một cái cây á, mà đã chết rồi, lá đã khô rồi, chỉ chờ gió thổi là ngã thôi. Còn những đứa con họ thiên á, tuy không có nhiều tài sản nhưng mà biết đọc kinh điển, giống như con nó cũng tội nghiệp làm neo rồi giờ dắt về không có nhất định, mà cố gắng đọc kinh như vậy, là mỗi một ngày á, là con tưới cái cây, cái cây gọi là cái cây cõi trời của con á. Tất cả thường nói là những đứa nào đọc kinh là tương lai sẽ về trời hết, trở về quê nhà của chúng ta, là mỗi ngày con tưới cho mát cái cây đó cho nó xanh tươi tốt. Đứa nào tưới giỏi chừng nào á, tưới có nghĩa là ngồi thiền đọc kinh trong lúc này, ngoài ra hai chuyện đó trong mắt sư phụ không có gì quan trọng hơn là cái chuyện ngồi thiền như đọc kinh trong lúc này. Cả người giàu lẫn người nghèo hiện tại nè, trên nước Việt và nước Mỹ luôn, ngoài ra không còn chuyện gì quan trọng hơn. Cả cái chuyện con mình nó đi học á, là nó cũng có chuyện của nó rồi, trên 18 là có chuyện của nó. Cả cái đứa con mình 5 tuổi nó cũng biết lấy siro rang là chuyện của nó. Còn cái bản thân mình phải biết ngồi thiền đọc kinh. Tại sao? Là vì nếu mà mình không có bình tĩnh mà mình cứ lăn xăng á, đứa con 5 tuổi á, mình cũng không có thăng sóc nó chu đáo nữa. Cho nên trước tiên á, là bản thân của mình phải ngồi thiền đọc kinh, phải trầm tĩnh. Sáng sớm thì hội thấy cái thằng đệ tử chạy xe về, mấy con thấy dưới á, về tới về lui nổi cầu thang mà ở ngoài cái cổng, con thấy cầu thang không? Vậy mà ảnh chạy lên rồi bụp bụp cái cầu thang đi bộ mà cái bánh xe chạy lên, con thấy rồi lên trên này á, rồi ve lại ve làm sao hướng nằm đó luôn. Con thấy xe nằm dưới núi không? Hết biết luôn. Cái là làm sao mang họ thiên mà không có chịu lên núi ngồi thiền? Đâu là đại tử đâu người ta. Chắc bây giờ được kêu xe thô quá. Nếu mà thấy không xong rồi, khi mình ngồi thiền mình không có những cái nervous á, mình không có cái lúng túng đó, mình làm gì á nó phải là sharp, phải là chính xác, phải không? Thì trước tiên mình muốn nuôi con mình chu đáo, săn sóc chồng hạnh phúc vui vẻ gia đình, rồi có income, và đồng thời á mình phải biết thế giới này đang xoay chuyển về đâu, rồi tương lai như thế nào, rồi những gì mà của cái ông Kiệt này ông ảo ha, coi có thiệt hay giả. Tại vì nếu ảo không có thể nào ai ảo 5 năm nay mà ảo hoài được đâu. Những người nào mà vẫn còn không tin Kiệt, họ mới chính là sống ảo, mà họ đã bỏ lỡ 5 năm nay rồi, mà họ may hôm nay họ còn sống. Chứ còn cái mùa Covid mà 2018 tới 2020, năm 22 vừa rồi á, họ không dục như khúc củi là họ cũng còn chút phước á, quý vị có biết không? Chứ nên chuyện này không có ảo, chuyện này vì thương chúng sanh mới tái sanh làm người, thừa lệnh của cha, làm đệ tử của Đức Thầy. Ổng ngồi ngoài đó, chuyện nói chuyện với Đức Thầy thường xuyên nè, nói chuyện với cha mẹ nè, nói chuyện các chư Phật thường xuyên nè. Chỉ có con người á, không có cảm nhận được, không tin kịp. Không tin thì cũng ok, là tự vì mình là con người, mình còn chắc. Nhưng phải nhìn những gì Kiệt làm, những gì Kiệt nói, và phải coi những cái thời gian Kiệt nói trên clip á, 248-49 cái clip, nó có giờ, có ngày nha quý vị. Coi từng chữ, từng ngày đi. Vừa nói xong 2-3 tháng sau là xảy ra, 2-3 tháng sau xảy ra. Hồi xưa sư phụ á, nói cái 500 năm có mấy câu thơ thôi, mà tới hôm nay tại sao lại nhớ dai? Còn bây giờ mình là đệ tử ổng, mình vừa nói là 2-3 tháng là sẽ tới. Để làm chi? Vì Kiệt thương cái nhân loại này, Kiệt muốn cho mọi người có sự chuẩn bị tốt để cho qua được cái khó khăn này. 2-3 năm nữa thôi chúng ta sẽ không còn khổ như ngày hôm nay. Kinh tế giàu có, nước Việt sẽ có một nước Việt mới, công bằng, bình đẳng,
và sẽ có một người lãnh đạo nước Việt rất là anh minh sáng suốt để mà đưa một cái dân tộc mình không có thể bị thống trị bởi phương Bắc Trung Cộng nữa, và cái nước Trung Cộng nó phải chia năm xẻ bảy, nó mới không còn hiếp những cái nước nhỏ nữa. Đó là ở trên trừng phạt nó bây giờ đó, tự nó không có biết, tại vì nó vô mình, nó đập tượng Phật rồi á. Bây giờ á, nó đi lấy biển của ta, lấy đảo của ta. Vậy mà nó nói Mỹ là đi là phá rối an ninh trật tự, tức là ăn cướp, đi nói người ta không cho người ta nói. Những thằng hèn nó vậy, Putin cũng vậy, lấy nhiều hèn, đánh nhiều hèn, đánh hoài bảo đảm cho phụ nói là ba cái nhen đã khến rồi, mày sẽ không bao giờ mày thắng. Ba cái nhen mà Thiên Long Sơn này đã thắng hồi năm ngoái, mãi mãi thằng Nga sẽ không bao giờ thắng nổi, tin gì đi. Và đồng thời ba cái nhen đã khến rồi, nước Việt phải có nước Việt mới, Trung Cộng phải chia năm xẻ bảy. Khi nhen đã khến, quý vị đã approve, tức là đã đồng ý, tức là đã chấp thuận lời thỉnh nguyện của mấy đệ tử ở đây nè, mấy bữa thánh á, là nước Việt không còn cái đường nào để cứu được trừ khi thay cái màu áo. Ví dụ như áo vàng phải không, thay là áo trắng cảnh sát á, rồi quân đội áo xanh đó không, thay là áo đen giống như quân đội Mỹ vậy đó là xong rồi. Cái mình cần một boba chóp thiệt không á, lời này lời nói là lời thiệt chứ không có phải là nói để mà có vụ lợi gì hết. Những ngày tháng kế tiếp rất là cực kỳ náo nhiệt vui, từ nay cho tới khi mà Đức Thầy xuất hiện nó cũng còn hơi lo lắng và hơi hoang mang chút, không biết gì xảy ra. Nhưng mà khi mà tất cả các vị đã hiện hữu rồi vậy đó, thì quý vị sẽ thấy cuộc đời chúng ta rất là đáng sống một kiếp người, nhất là hiện tại. Tuy là 3-4 năm qua mình rất là khổ, 7 năm lận đận lao đao mà kinh nào cũng nói đó, thì mình đã qua 6 năm mấy rồi, không còn bỏ lâu nữa, thì mình sẽ chứng kiến được mình có phước hơn cha mẹ của mình, ông bà của mình, tổ tiên của mình. Họ mong đợi cái ngày hồi hôm qua, họ mong đợi cái ngày thế giới đồng nhất, nghĩa là chỉ có người lương thiện sống và một cái thế giới không khí cực kỳ trong lành tốt, không có môi trường xấu như hiện nay, không có ai mà ngố quá mà trận một đống đập rồi hôm nay xả ra để cho dân chết, cũng chẳng ai mà vô minh đến độ mà khoan giữa lòng trái đất luôn vậy đó. Trái đất này là của mẹ, mình cứ nghĩ là cha trời mẹ đất, đất của Phật mẫu, mẹ cho mình trái đất để mình sống, mình tu tập, để mình thay đổi, mình thăng tiến về cái thần hồn. Chứ cái sắc phàm sao thăng tiến, quý vị bây giờ có thấy sắc phàm thăng tiến không? Từ lúc sanh baby ra là ngu khờ dễ thương đi, lên tới 17-18 tuổi lăng tăng, học xong tới 24 tuổi, lên tới 24 tuổi là bắt đầu là hơi ngã mạng rồi đó, coi là làm những cái chuyện điên rồ rồi, làm cho cha mẹ nhiều lúc cũng đau lòng. Rồi lên chút xíu là làm chút tiền, rồi có đi ăn chơi, rồi lên nữa, cho giờ có giàu có giỏi như kiểu Bill Gates đi, hay là Elon Musk hay thằng Facebook. Rồi bắt đầu đến một cái tuổi sáu mấy rồi bắt đầu đi xuống, đâu có thăng nữa. Bây giờ có giàu cỡ nào nữa, như kiểu Biden bây giờ đi cầu thang cũng té mà. Lên tới cái tột đỉnh rồi thì bắt đầu đi xuống, khi xuống rồi á thì nó xuống luôn, nó đâu còn đường để về trời nữa. Khi cái xác phàm mà chịu không nổi 70-90 tuổi rồi, đến lúc bệnh tật đầy mình đang nói những người không có bị bệnh nha, bệnh là chết nửa chừng là mình không nói, lúc đó chẳng có hiểu gì và cũng chẳng có bao giờ lập đạo công đức, cũng chẳng bao giờ làm chuyện gì phước thiện, thì quý vị nghĩ cái thằng hồn đó giàu chỗ có tỷ phú cũng vô dụng thôi. Cái cây khô á, nãy chuyện nói là cây khô đó, cho nên người giàu nhất bây giờ là người nghèo nhất, còn người mà nghèo nhất là đệ tử của Thiên Tấn Kiệt. Tuy là họ sống thanh đạm, bần hèn, có thể là thợ hồ, bất cứ ngành nghề, nhưng mà biết cầm cuốn kinh Thiên Tâm đọc á,
là người đó giàu nhất của thời đại này, là vì họ sẽ còn cơ hội gặp được Phật á, và họ cũng sẽ còn cơ hội để lập danh lập nghiệp trong tương lai, là biết cầm cuốc kinh, biết ngồi thiền. Còn những cái người mà hôm nay á, mà thấy cái núi lở ở Việt Nam á, mà những dân á, họ không biết chuyện gì sắp xảy ra đó, những người đó là nghèo nhất. Bởi vì thấy á, cả nước Việt bây giờ có ai để ý đến chuyện mà cả cái núi là từng rồi nó sập không? Có người của mình á, nhiều lúc á, mình chỉ cần khởi tâm làm một cái sự việc, nó chỉ có ích lợi chút xíu về mặt đời, nhưng mà về mặt tâm linh á, cái hậu quả vô rất là không lường á. Mình có thể làm đúng cả đời, nhưng mà khi mình quyết định một cái chuyện, giống như một cái người mà coi về truyền thông ở nước Việt hôm nay mà biết chuyện đó là chuyện của trời đất, chuyện linh thiêng, mà cố tình mà ra lệnh mà chèn ém cái tin tức này, cái người đó chỉ có mất xác mất hồn và mãi mãi không bao giờ có cơ hội thăng tiến trong đường đời. Hôm nay cái lời nói này nhớ làm chứng. Không biết ai đang giữ chức vụ mà đó, tại vì là họ không có coi trời Phật ra gì, cố tình, cái này gọi là cố tình chống lại với cha đó, chống lại với ông trời, thì tội nặng dữ lắm á. Để nhiều người biết người ta quay đầu người ta tu. Còn nếu mà chấm trời mà không cho nhiều tin tức phát lên á, thì nhiều người ta không có biết lo, không biết tu, thì gọi là tội đại nặng á. Giống như là tội đốt chùa, giết cha giết mẹ, nặng hơn nữa. Hello, dear. Yeah. Tôi ở Chicago. Chicago. Dạ, từ lâu rồi cũng thấy coi TV, cũng có nhìn vào cái đường hướng của sư huynh đi. Cũng mong ước muốn về bên đây để coi điện thờ của mẫu của cha trời như thế nào. Là tại vì hồi ngày xưa trước đó. Mình có ở mấy vị thầy, mấy sư huynh, mình cũng có tu thiền, mình biết cái điện quang. Và tu thiền một thời gian, cái điện quang mình mỗi ngày mỗi nhiều. Nhưng mà mình sống cũng rất là cô độc, nên đi một mình. Mà giống như mình cũng nhiều khi cũng cô đơn, mình không biết là mình đi gì đâu. Thầy mình lâu, nhưng chỉ có niềm tin sắt đá, có nghĩa mình trở về trong cái vô tự, trong cái tâm kinh, cái tâm của mình vô tư. Cái là càng yên tĩnh vô trong thì nhân thiện càng nhiều. Thì mình biết là có một cái gì đó xây chuyển cho mình, cái đường mình đi. Thì cứ ôm theo đó đi, mỗi sự đau buồn, khổ, suy nghĩ, bất cứ gì cũng chui vào đó, giống như cái chỗ để mình ngủ. Và tôi suy nghĩ rất đơn giản như vậy. Nhưng ngày hôm nay đó đã suy nghĩ nhiều. Và đi được qua đây là do bà xã cũng như cố gắng đôn đốc rồi. Cũng về bên đây thăm để coi, cũng nghe một lời anh Kiệt nói là mình cũng thờ cha mẹ. Là ở Việt Nam mình nhớ hồi xưa khi đi ra ngoài đường mình thấy sẽ thấy ở đi ra ngoài trước cửa nhà đều có thấy bàn ông thiên, nhưng mà mình có nghĩa là giống như cúng bình thường xá lại trên trời. Nhưng mà khi anh giải thích và biết được cha trời mẹ đất như thế nào, thì với nguồn năng lượng trong con người mình cũng ao ước mình muốn trở về với cái tối cao, tại biết là dùng núi cao và có mấy sư huynh, mấy sư muội đó đã xây dựng tạo một cái nền tảng trong tương lai. Thành ra khi về bên đây đó mình biết coi để suy nghĩ như thế nào. Nhưng mà khi sáng thì lên trên điện ở trên thì điện rất nhiều, rất sâu xa và thanh tịnh, tất cả nó giống như một cái sự thay đổi. Nghĩa là trong tích tắc, trong cái luồng nhân lực trong người mình nó thay đổi. Thì biết đi là năng lượng ở từ xưa mình đã không gặp,
thường gặp và ở gần mấy sư huynh mình, hay là mấy vị ở trên một cái gì đó mình quen biết. Và thật sự mình biết ở đây rất là tốt. À, chỉ như vậy thôi, và đến đây cũng là thăm anh Kiệt, là biết anh Kiệt hướng dẫn các chư huynh, sư đệ đi bất cứ một đường nào mà mới miễn về với thanh điện như điện quang. À, tất nhiên là ở đó là có thầy của mình. Mình không biết là thầy mình hình dáng ra sao, nhưng mà biết là cái điện quang và thanh tịnh đó nó tạo cho mình một cái rất là chắc chắn, vững chắc nhất. Không có gì thay đổi, không có gì có thể là mình té ngã hay là bất cứ rung động gì, dù một cái chao đau nào đó, nhưng sẽ định trở lại là luồng điện đó ở trong bản thể của mình nó sẽ thanh tịnh trở lại. Lúc đó mình nhận định rõ được cái đúng hay sai, tại vì trong cái xã hội này đó, đúng hay sai tùy theo cái trình độ văn hóa con người và sự nhìn, cái nhìn phía ngoài của con người nhiều quá đi, thành ra mới sự phân biệt của đúng hay sai. Nếu mình trở về với thanh tiễn du di, làm gì có đúng hay sai, chỉ có điện trong sáng thanh nhẹ đưa vào con người của mình vào một sự thanh tịnh. Lúc đó mình nhận thức rõ ràng rằng cái đường của mình đi là nó sẽ về cái là gì đó mình chưa thấy rõ, nhưng vẫn biết rằng rất là chắc chắn, không có sự thay đổi, vì nó không có hình tướng, không có sắc tướng, không có sự phân biệt, không có đúng sai, mà chỉ có biết việc làm nào đúng hay sai là do người đời nhận thức và định cái việc đó. Rồi khi mình làm là tùy duyên, cái việc nào đó mình làm thì cứ làm, nhưng mà trong lòng mình cũng vẫn thanh tịnh, nghĩa là không có nghĩ rằng cái sự đúng sai, mà việc nào mình làm thì cứ làm, thấy thuận làm được, giúp người ta được là giúp, đó là cái chuyện ở trong bản thể của mình. Đó, em có mấy lời gì thôi, thành ra chúc anh chị là ở gần anh Kiệt và ở gần cái chư thiên và các chư vị ở trên, là cái mang những cái luồng năng lực đó rất là thâm, rất là sâu, nếu mình ở vào đó. Nói chuyện tiếp đi. Anh cảm ơn anh Kiệt nha. Không phải, tại nó thử cái lo này kìa, nó xa quá, Bluetooth nó bắt không có tới. Đó, tại vì từ hồi lúc mình mười mấy tuổi mình đi chơi với không biết mình có một cái gì thiêng liêng vào những cái chư vị đó hay không, nhưng mà cũng thích về trên núi non, cũng về với các dòm thấy mấy ông lên bà xuống hay điện này điện nọ gì đó, mình cũng thấy lạ và cũng suy nghĩ vào đó, thì sống cứ sống và đi cứ tiến vào cái xã hội tâm linh đó, mà đi càng ngày càng sâu mình không biết được. Thầy anh cũng hiểu mấy này cũng giỏi nghe. Không có học nhiều anh được, nhưng mà chỉ có thanh tịnh thôi. Thanh tịnh mình sẽ cho mình biết rất nhiều. Tức là tôi nhìn anh là đại gia mà đâu có hỏi người tu đâu. Anh ở Việt Nam á, là cái tướng anh á là ít nhất á là cũng làm chức cao hơn Bắc Trọng á. Thế mắt kiến không giống Bắc Trọng phải không? Không thái hơn phải không? Tướng bự con rồi nữa, phương phi phải không? Chứ hôn gì với Bắc Thưởng, trời ơi. Những cái đó tốt tươi đẹp á, nhờ tướng anh xã, tướng tốt. Nhờ bà xã chăm chút kỹ. Chứ tất cả ở tâm sanh tướng nha. Các con nên nhớ dù nó câu tâm sanh tướng. Mình có thể mấy con bắt đầu đọc kinh nhiều đi, đứa nào á lúc đầu không có biết nhìn người, nhưng mà nhà không có dễ tin người. Khi mà bắt đầu đọc kinh thiên tâm thời gian, tất cả con sẽ nhìn thấy những cái người mà bạn bè mình á, từ đó mình sẽ nhận ra họ là người xấu liền à. Thì cái anh này, đại ca này là cũng tướng tốt á. Thật sự nếu mà xin lỗi Kiệt, nếu mình tu luyện thời gian dài có thanh điện trong người, tự mình sẽ hiểu được. Và khi có luồng thanh điện đó, khi giao nhập giao thoa hay nói chuyện với bất cứ một người nào, thì có cái năng lượng nó có sự rung động, mà hay rung động càng nhiều á, và như thế nào đó mình thấy cái người đó tự nhiên cảm thông và hiểu được là bạn của mình. Anh nói chuyện với em, anh có rung động không? Không thấy, thấy bình thường thôi. Tôi yêu em nha. Chết mình á. Nhưng mà ở trên, nhưng mà ở trên cái rung động đó là cái vibration, cái năng lực ở trong người mình.
giống như lên trên điện ở trên là tất nhiên cái trên đỉnh đầu mình đó là một hội tụ vô cùng. Mình chỉ cần nhắm mắt vô đó một thời gian rất là ngắn là tất nhiên cái năng lực đó, nó sẽ dung dưỡng làm cho mình cái não, cái thần kinh não mình nó từ từ nó sẽ trở thành êm dịu và nó xóa đi trong cái mệt mỏi nào đó, rồi nó trở lại một cái giống như một giấc ngủ. Anh có biết ở trên đó đó, những người mà gọi là cái linh căn có điển á, họ cứ nhảy đùng đùng chảnh, họ khóc là cũng có cái tầng trường ở điện, là vì trong đó rất là màu nhiệm, mấy chư thiên mà hộ pháp, hộ cha hộ mẹ chảnh nhiều người lắm, cả nghìn người rồi, mà anh mà không khóc, anh không có cảm xúc, mà không có anh có cảm xúc nhẹ nhẹ là anh còn dở đó. Ở nhiều người á, rất là cảm xúc rất là mạnh, không có control được, khóc như là nít vậy đó. Rồi những cái người anh em chồng vợ đi xung quanh á, người ta cũng mắc cỡ giùm nữa. No, những cái đó là cái xúc cảm của tâm, người ta dùng danh từ ở thế gian đó, xúc cảm của tâm hồn. Xúc cảm là giống như mình khi mình coi TV hay là coi một cái kịch án, một cái chương trình nào đó, hay cái chất nào đó, hay sự đau khổ nào đó, tự nhiên sổn thổn thức cái sao xuyến ở trong mình, giống như khi mà một lời ở bề trên nói là mình có sự sao xuyến, mình hiểu được cái chuyện đó chỉ một tức tắc thôi là bao nhiêu đủ rồi, đâu cần gì phải có ngôn ngữ để nói chuyện nhiều. Những người như anh nhẹ có cảm xúc về tâm từ bi đại Bồ Tát như vậy thì anh cũng sẽ có một cái cảm xúc khi thấy một cái quốc gia mình đang lâm nạn không, trừ khi những người vô cảm họ không nhìn thấy. Đó là tại sao á, 5 năm tôi lên mạng hồi xưa trẻ măng, bây giờ già tôi rất là hồn nhiên vô tư, nhưng mà tôi biết cơ vận đi đến ngày nào chuyện gì xảy ra, vì thương người cho nên nó mau già đó. Anh cũng sẽ vậy, cho nên tóc anh cũng bạc, anh thấy không? Không, tại vì cảm xúc nó cũng là một cảm xúc, nó đi ngược lại thôi. Còn trừ người nào mà không có cảm xúc á, họ thấy người chết đạch đạch giữa đường họ cũng vô tư, họ không có nhận được. Cái rung động đó nó không phải là cái bình thường theo tiếng nói hay ngôn ngữ đâu, một cái cảm xúc mà rất là đặc biệt tự với trong người của mình đó. Có thể là nước mắt, có thể là một cái gì đó ở trong người nó động cứng lại liền. Cái núi này có cái điện quang, một cái hào quang lớn khổng lồ, nếu mà người nào mà thợ chụp hình đứng ngoài đó núi đó mà dùng cái máy tốt chụp thì sẽ thấy một cái dòng hào quang bao phủ nguyên cả cái núi Thiên Long Sơn này. Cái dấu thiền tâm á, nó cũng nằm ẩn ở trong cái không gian ở trên điện mẹ trên cái núi nữa. Cái dấu mà đeo này nè, nó rất là nhiều cái nó lạ, mà nó là một cũng là một cái luồng điện, chỉ có những cái radar của máy bay hay này nọ sẽ bắt được những cái trên cái đỉnh núi này. Ở trong này á, ở ngoài sau lưng tượng Phật Di Lặc đó, nó là một cái black hole, nó sẽ đi xuyên qua những cái dãy ngân hà khác á, mà mình đây mình nhìn thấy nó là núi, nó có cái đó, tại vì mấy cái này là mấy vị nói thì họ biết. Còn cái chỗ mình đang ngồi đây nè, hồi xưa nó nằm ở dưới lòng đại dương của Long Dương cách đây hàng mấy triệu năm, hôm nay nó trồi lên rồi thành cái núi này mình đang ngồi ở đây. Cho nên những ngày đầu mà Kiệt Thành lập núi là xe ủi nó ủi mấy cái này nè, là những con sò khô mà quá thạch đó, rất là nhiều. Rồi lên trên đỉnh núi cao mình đi bộ, mấy đứa mà hay mấy đệ tử đi hiking á, đi hiking ở trên kia là cũng có. Cho nên cái này nó không phải là một con núi bình thường nha quý vị, cái núi này rất là lạ đó. Khỏi đây con ơi, cái này thử thôi. Hết pin hả? Ok, rồi để ở bên đi. Rồi đến đây thăm anh chị thôi. Nhưng mà anh đi về đây rồi, bảo đảm anh sẽ trở về. Nếu mà anh là người tâm linh, cứ rảnh thay vì anh đi về kê sân ở đâu cũng không có bằng về đây đảnh lễ cha mẹ, rồi có một cái không khí hiền từ những người ngồi đây, đa số là những người hiểu về tâm linh mới về đây, những người hiền không. Còn mình đi ra ngoài đường phố, họ không có biết. Thì đương nhiên rồi, tôi bảo đảm với các anh chị, tôi huynh đệ ở đây, khi mình tu luyện có điện là dứt khoát ở cái vùng điện đó là
mình phải biết cảm nhận ngay đó là điện của trên, điện của cha mẹ. Còn nếu mà mình không biết được, không có sự rung động đó, chẳng qua là mình chỉ là một cái đi vào cái đường hướng của mình, chỉ đó mà ngoài da thôi, không có sự rung động đó. Tôi bảo đảm trong cuộc sống có tâm hồn của tôi là tại tôi biết tôi phải đi về đâu, nhưng mà tôi chưa biết rằng cha mẹ trời đất như thế nào, chưa biết cảnh vô vi, có nghĩa là trong cái thanh tịnh đó, dù nói là màu sắc như là ngôn ngữ diễn tả của mỗi con người, như màu sắc này nọ hay sự rung động như thế nào đó, phản ảnh của lưỡng cực âm và dương, nhưng mới vào thanh tịnh đó chẳng có gì phải có ngôn ngữ để diễn tả, mà mình phải biết mình là cái gì, đang ở đâu. Anh muốn anh biết anh là ai á, là mình phải gắng tự tu cho giỏi, mà cái đó cả đời cũng chưa chắc đạt được. Còn ở đây mình có những chi vị gần bên kiện nè, họ không có thân người nhưng mà rất là đông, cho nên thường á là trong vòng 6 feet đừng ai tới gần kiện, là vì mấy chi vị bao phủ ở đây đông lắm, mấy ông thiên tướng rồi thêm mấy ông rồng rồi những vị tướng ngoài kia nữa đứng dài dài nữa, là đồng thời có 18 vị a la hán theo hộ cái xác phàm này nữa đó, mấy vị a la hán á. Cho nên không phải ngồi nói chuyện với việc là nói một người một mình đâu, rất là đông á. Và đó là tại sao lâu lâu á, đang ngồi hồ kêu á, biết trong người có những người khí trượt mà nó không có sáng á, và bị giống như thân thể bất an hay bệnh này bệnh kia, là mấy gì chị bệnh luôn được. Đối với mình á, là cái thân phàm này nè, những vị trên á, chị bệnh á còn siêu hơn, còn lẹ hơn là những trong bác sĩ nữa. Nhưng mà tùy theo bệnh, chỉ có những cái bệnh gọi là nghiệp á, mấy vị giải nghiệp được. Còn bệnh mà thân nghiệp, cũng giống như mình ăn uống mà mình bị cholesterol hay là mình bị tiểu đường vậy đó, mấy vị theo chị. Chỉ trừ khi là giống như trong cơ thể mình có một chứng bệnh nó sắp lòi ra, đó là bệnh ung thư, hay là mình sắp sửa ung thư ngực hay là gì gì đó, mà mấy vị nhìn thấy trước khi là mình phát hiện, thì cái đó mấy vị là gọi là nghiệp á, là về núi lâu lâu á sẽ tự nhiên hết mấy cái đó. Mà khi mình được hết mấy cái đó mình cũng chẳng biết nữa. Cho nên cái núi nhiệm màu, những vị Bồ Tát, những vị Phật ở trên này cứu chúng ta, cứu một cách âm thầm và không cần biết và không cần cầu báo, cũng như Kiệt làm bao nhiêu chuyện cho mọi người cũng không cần đứa nào cầu báo, đứa nào đọc được cuốn kinh đó là trả ơn như sư phụ rồi. Chỉ vậy thôi, chứ đời này không có làm gì hết. Tại Kiệt cũng mang lệnh của cha với chư Phật xuống đây để lập đạo, để lập núi, để lưu truyền một nhiều nghìn năm những đời sau cho con cháu người Việt hải ngoại có nơi tụ tập, để mà có nơi linh thiêng, để sau này người Mỹ khi nó biết rõ ra câu chuyện ngày hôm nay á, những gì á, nó sẽ tôn trọng nước Việt hơn. Còn hơn bây giờ nước Việt mình đi đâu á, qua bên Nhật á, người ta để cái chữ coi chừng người Việt ăn cáp, tại bên đó người ta đâu có ai coi chợ búa đâu, tự động mình vô mình mua, mình trả tiền đó mà. Rồi bên Đàm Hàng cũng vậy. Còn á, thằng Trung Cộng á, nó mua đất đai của mình ở miền Trung, rồi á, nó để người mình giống như con chó nha, cấm người Việt vô đây. Mấy cái bản chứ phụ thấy trên mạng thiếu gì, mình thấy nhục không? Nhưng mà nước Việt á, là nước lập đạo nhiều nhất, có đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, có đạo Hòa Hảo, có đạo Khắc Sĩ, có đạo Cao Đài. Hôm nay nước Việt có đạo Thiên Tâm để thống nhất thế giới. Mà nếu mà mình đối chiếu lại á, một cái nước mà lập đạo hồi xưa là Do Thái, nó chúa sanh ở bên Do Thái, mà người Do Thái không có tôn trọng Chúa, phản Chúa, cho nên Chúa bị đóng ba cái đinh, bị mất nước 2000 năm. Vậy mà hôm nay trở về cả thế giới cũng ủng hộ, giàu nhất nước Mỹ này là Do Thái đó, có biết không? Mà nếu mà nước Việt mà có cái đạo Thiên Tâm, có bao nhiêu đạo, rồi bao nhiêu vị Phật thánh tiên hạ phàm trong nước Việt. Vậy mà nước Việt hôm nay bị chà đạp trên thế giới như vậy, mình cảm thấy tủi không? Mình ăn cái nào gào cái đó. Tuy là cái thần hồn có thể chuyển xác thành những người khác,
Nhưng mà đa số chúng ta 70-80% chuyển sanh trở lại thành nước Việt. Tại vì mình đã quen rồi. Một đời của mình làm người Việt vẫn chưa đủ, cho nên kiếp sau các con cũng vẫn là người Việt nha. Giống như mấy thầy Tây Tạng vậy á, mấy ông Ramuche á, là mấy ông tái sanh trở lại cũng là thầy Tây Tạng, cũng phải tu theo cái kiểu Tây Tạng. Chứ mấy ông tái sanh vô á, tu theo kiểu bên Việt Nam, mấy ông tu không có được. Tại cái thói quen trong cái lại gia thức á, nó quan trọng lắm. Thì mấy ông mới gọi là tái sanh. Còn mình á, là sau này á, mình cũng tái sanh thành người Việt. Một, tái sanh thành người Việt. Hai là đi tái sanh thành thú, những người làm ác. Thời nay á, Phật ở đâu thì quỷ nó tới đó. Hôm nay Phật vô nước Việt rất là đông, quỷ nó cũng vô nước Việt rất là đông. Nó vô luôn làm anh em ruột với mình nữa. Nhiều khi á, cha mẹ anh em gì của mình á, chồng của mình là đa số luôn á, chứ không phải là một cái quốc gia bình thường. Nước Việt bây giờ là rất là trung tâm của thế giới trong tương lai mà, thì bây giờ cũng là trung tâm náo nhiệt luôn á. Hôm nay có duyên gặp anh cũng mừng. Chứ đâu biết nói gì nữa đâu anh chị. Bởi vì cần làm là lúc trong tương lai, thời gian sau này á, người Việt Nam mình á, đều đến đây chơi và có đầy đủ nghĩa là cái tính năng của người Việt của mình, và mọi người đều biết hết. Cái núi này á, mình mua bắt đầu khởi hành là năm 2014. Tổ chức Tết cũng hồi xưa, tổ chức Tết năm nào cũng tổ chức Tết, sắp sửa mình tổ chức Tết lại rồi trung thu. Những đứa nhỏ ở dưới nó lên nó khóc, nếu mà không có núi của Bắc Kiệt, không có Thiên Long Sơn, con cũng chẳng có biết trung thu là gì. Nó lớn lên 5-7 tuổi mà con chưa biết gì, 10 tuổi cũng không biết nữa. Còn cái núi này á, hồi xưa trung thu trời ơi, bà xã bà mua mấy cái đèn đồng cái á, nó cầm đầy nè, mấy đèn pin dễ ợt, rất là đẹp, có mấy cái hình hồi xưa. Để khi mà mình bắt đầu mình làm restroom mà lại cho thành phố nó vui vẻ rồi lại, mình mở trung thu lại vui lắm. Nước trà không? Người lớn thì ngồi để uống nước trà. Mỗi ngày mỗi chút, để đông con cháu anh em giống như ở Cali, nghe Hà Đạo giờ đó, ở bên Phú Lộc họ, mỗi lần Tết rồi con cái mọi người đóng lên chơi vui quá. Đâu chưa bây giờ giờ bến, chưa biết, mà ở chưa vô từ qua Mỹ tới giờ 30 năm chưa đi đâu hết. Trời ơi, Nam Cali á, đáng là phải thăm trước, mà không thăm mà thăm đây trước hả? Tại đây có điểm trời. Hay quá ta. Giờ dưới náo nhiệt lắm, nhà hàng nó đầy luôn, anh muốn ăn món gì cũng có. Mình đã, tôi cũng là chef cook, bất cứ món nào cũng làm được, từ đồ Ý, đồ Mỹ, đồ Tàu. Trời hay quá. Từ từ sẽ không ăn, ăn điển nhiều hơn. Tại vì anh ngồi thiền á, đủ để hấp thụ là mình sẽ thấy đói. Ngày nào không ngồi là ngày đó đau khổ, đói tâm tâm hồn của mình. Giống như ăn mà thấy đói là mình phải ăn cho bao thử cơ thể mình. À. Nhưng thời thời gian thì cơ thể mình sẽ không hấp thụ đủ. Là tại vì không hấp thụ nổi, là tại vì nước cái luồng thanh quan điện trong người, cái vận chuyển giữa cái âm dương cơ thể của mình đó là nó thuần quá rồi, bắt buộc nó sẽ không ăn, ăn nhiều nó bị ứ liền, thành ra nó đợi giống như nó phải nuốt, nó nuốt nó hấp thụ xong rồi nó đầy đủ, nó thoải mái xong rồi tiếp tục ăn. Thành ra từ vật chất tới tinh thần đều có sự kiểm tra từ trong cái thanh tịnh của mình. Nếu mình không có khí thế thanh tịnh, mình không tìm thấy được, không hiểu lý do tại sao và tại sao cứ như vậy hoài. Giống như thí dụ mình buồn phiền sanh ra những cái đau khổ, những cái của chồng con, vợ con hay gì đó, mình không còn nghĩ gì nữa mà chỉ nghĩ tại mình,
chỉ có thanh tịnh mình mới thể nhìn thấy được tại mình ích kỷ. Cái này hỏi anh nha, anh nói là chép khúc, tức là thợ nấu siêu thợ nấu đúng không? Không cần phải siêu cũng nấu ăn được, nhìn vui vẻ. Ví dụ như anh nấu nhà hàng Tàu, mấy con cua sống, rồi mấy con cá sống, rồi mấy con tôm hùm sống, rồi sao? Thì hồi lúc thời gian đó, lúc còn trẻ mới qua Mỹ có 30 tuổi, thì lấy cái bằng xếp khúc thì viết thì cứ viết thôi. Nhưng mà trong lòng mình đó, suy nghĩ kỹ, nếu mà mình không có lòng tham ham giết người ta, tại vì ví dụ giờ là vật dưỡng nhân và công việc làm ăn thì cứ làm, nhưng còn trong lòng mình không có nhìn vào cái chỗ sâu sắc đó, có nghĩa là tâm mình không vướng. Bây giờ còn không? Bây giờ đâu có còn nữa, nhưng mà nếu đúng làm rồi thì làm thôi. Tưởng là anh ngồi thiền mà đem đi luộc với anh gan muối nó tối ngày. Nó không có. Thì trước bây giờ cũng hơi sợ là niệm Phật và tiếng. Cũng như là tự như tâm linh mình á, mình thấy cũng ngại niệm Phật và tiếng, nhưng mà không phải là thường xuyên, mà không phải là lít, không phải là ít, nhưng mà không ăn vật mà chết rồi. Tại sao mình không mua bá đồ Costco, mình nấu như kiểu tam tình dục như kiểu Thái Lan vậy? Thì cái là tùy theo nhân viên thôi. Nhưng mà thật sự có những làm món ngon thật sự đó, kiếm làm ngon thiệt, làm cho bà xã. Mình ăn cái gì cũng dễ lắm, đơn giản. Nhưng mà thiếu dụ cái gì người ta cần, người ta thiếu. Giống như có bà già ở nhà cũng là 90 tuổi, thấy yếu thì cần thiết ăn, càng ăn nhiều có energy good, con cháu đồng đầy đủ vui vẻ thì lâu lâu có món ngon. Nhưng mà không phải là đem những vật giết đó, mình phải mua món ngon vật lạ cho bà già mình ăn đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Mà trong lòng mình không có suy nghĩ cái, nếu mà ngày xưa đó có thể là suy nghĩ những người đó họ thích ăn thì họ thích giết, những cái món nào ngon cầu kỳ như thế nào và khi mình giết đó mình phải nấu như thế nào, ăn như thế nào thì mới có cảm thấy là thích thú. Nếu mà anh làm vua chép khúc, em nghĩ anh mà muốn dễ làm giàu, anh qua anh nấu rặn cho bộ chính trị của Trung Cộng á. Tại vì họ thích mua bò thai nít á. Tại em thấy mấy cái bàn tay của nít chút chút nè, họ cầm họ nhai cũng giống là nhai cục gì ta, cái giò heo vậy đó. Thì phải rồi, họ nấu họ tìm đồ nít á. Họ tìm thuốc bắc. Mấy cái bào thai non từ 4 tháng, 3 tháng, 5 tháng. Họ coi rất là bình thường. Dạ. Họ cầm ngón tay cái họ cắn vậy. Mình thấy cái lòng nhân của con người là thấy chặt rồi. Mình thấy chứ trên cái báo đăng hồi người xưa. Hiện giờ họ cũng đang làm cái đó. Họ thì nghe thôi. Ăn ốc khỉ là chuyện bình thường rồi đó. Dạ. Ừ. Nhưng mà đâu làm mấy cái đó, mình đâu làm đó. Nấu bình thường như người ta thôi. Nấu rồi ăn ngon là được rồi. Nhà gia đình ngồi ở tại bàn ăn, đó là gia đình. Gia đình không được ngồi tại bàn ăn không phải là gia đình. Và tại vì gia đình phải có một cái tình tiết dạy con dạy vợ vui vẻ đầm ấm trong cái khoảng thời gian đó. Nhưng nếu mà gia đình mà không có ngồi vào đó, chỉ là tiền là khác, chỉ là tiền thôi. Bây giờ mấy người mà có tiền Việt Nam chưa chắc có bữa cơm ăn gia đình. Không có. Khó lắm, tại vì tối ngày á, là vợ á, là phải đi chạy chọt lo lót cho ông chồng. Tại cái bà vợ phải đi ngoại giao với mấy ông cấp cao hơn phải không? Dạ. Chồng á, thì phải đi ngoại giao với mấy cô cấp dưới phải không? Cho nên khó có bữa cơm chung á. Đó là do cái tập tục xa xưa của cái phong tục tập quán của Việt Nam mình, của người ở Đông nói chung. Nó từ từ mất dần đi. Gia đình nó phải là gia đình. Giờ ăn đùng rồi gió, ngay cả đi chơi cũng vậy, nó thở biểu nó không có đâu, đó là mấy con robot. Thành ra nếu nói gì ngoài đời đó, biết bao nhiêu để nói anh kìa. Thành ra đường anh đi, anh cứ dẫn tất cả các anh chị em đi. Ok, người nào tu được là tu mừng, là quán mừng thôi. Mấy họ thiên nhau quanh đây nè. Bây giờ đứa nào cũng biết đọc kinh, cũng biết mừng. Đây Kinh Lăng Nghiêm á, mà bề trên á, nói thời mạt pháp, Kinh Lăng Nghiêm sẽ bị diệt, rồi Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời. Y chang, trong chùa bây giờ mấy ông thầy không ông nào đặt Lăng Nghiêm hết, để máy bấm không. Rồi á, không có chịu mà cầm cuốn kinh nữa.
hôm nay chỉ có núi Thiên Long Sơn, nhóm họ Thiên còn mấy đứa còn cầm cuốn sách, còn lật ra Lăng Nghiêm để đọc, để mà giữ cái chánh khí. Thì nếu mình ngồi thiền mà mình cứ mở miệng ra là khẩu khai thần ký tán. Nếu mà mình ngồi thiền tất nhiên để vào chỗ thanh tịnh vô vi, thì làm sao có sự suy nghĩ giữa thiện và ác, hay là tạp niệm để mình đã nhìn thấy để hít vô thở ra để giải trừ cái khí tạp đó mới để trở vào sự thanh tịnh. Thành ra đương nhiên là không biết là phải sự thật hay không. Kinh pháp nó chỉ là lời văn dự văn tự, em không có đọc được, không hiểu được thì em cứ nghĩ vậy thôi. Mà tại vì em càng cứ đi vào vô thanh tịnh, em cảm thấy rằng anh là Hương Giang, là Châu Lợi Bàn Đà. Mấy ông là Hán, mấy ông đâu đọc kinh. Ngồi thiền là hơn đọc kinh, tại vì đọc kinh là để cho mình khai trí tuệ, nhưng mà thiền mới chính là thành Phật. Còn đây đệ tử Hội Thiên làm cả hai thứ, thứ nào hợp với cái nào thứ cái đó. Thì xin lỗi, em không biết mấy cái đó thì tự nhiên là thiền á. Cứ cỏ trồng cây á, mình tập trung mình làm á, cũng là thiền. Rất tốt. Thì sáng sớm á, anh đi ra ngoài cái vườn của anh á, anh tưới cây. Hay là nổi cái đi câu cá mà không còn sợ cây, sợ dịch nhợ. Anh cảm thấy mát, của gió trăng thanh gió mát. Anh sẽ đi cảm thấy lòng rất vui thú, yên tĩnh trong cái khí điển trong người của anh. Đâu cần phải câu con cá. Thì tất nhiên sáng sớm đi ra tưới cây, tưới vườn làm này em nọ, yên vui và công việc cũng là một sự vui vẻ. Giống như mấy đứa em vợ nói, anh Tư nghĩ anh có thể qua xin anh Kiệt nè, đi qua đi làm ba cái cây cỏ, trồng rau, trồng đất để chơi cho vui. Nếu mình retire, đi đâu nữa vậy? Thì có tiền cái chính phủ cho, cứ ăn xong rồi đi làm mấy chuyện này cho vui. Qua đây kéo mù hôm để đất ở đây tới 500 mẫu rồi. Nhưng mà đi đâu cũng có gia đình cho nó xong xuôi hết á. Chứ qua đây là khi mà bước về Thiên Long Sơn á, quẹo trái vào con đường ở đầu đường á, đã là tu rồi. Thì trong này nó rất là thanh tịnh, nó hiền. Những người không biết đọc kinh, không biết ngồi thiền, chỉ cần ngồi á cục đá này, ngồi từ sáng tới chiều á, khát thì đó uống, đói thì cứ ăn, cũng gọi là tu rồi ở núi này. Còn mà đi lăng đăng trong shopping mall, máy lạnh này nọ đó, mấy đứa con không để ý nha. Đứa nào mà đọc kinh rồi nhiều rồi đó, đã hiểu được cái gì gọi là giá trị trong tinh thần của mình rồi. Mà đi Valley Fair hay là Santa Ana hay là những cái khu shopping đó, mấy con sẽ nhức đầu luôn á. Thấy người ta đi hồi mình chóng mặt á, mấy con nhớ núi chạy về liền á. Tại vì mình ở cái chỗ đó nó sẽ không còn thích hợp với những người thích núi nữa. Lâu lâu thì được, con cái lâu lâu đi chừng tiếng hai tiếng thì được. Ví dụ vô trong đó chịu không có nổi, mà có vô đó rồi cái ngồi nhắm mắt giống như là thiền vậy đó thì chịu nổi. Cũng không hẳn là vậy. Ồn ào á, rồi nó người qua người lại, quá trời luôn. Nếu tâm tư mình yên tĩnh, em hỏi anh Kiệt cái mình đi ra ngoài đường, đi shopping, đi chơi bất cứ ở đâu cũng đi mà hít vô thở ra. Ok, rồi giờ mình bàn chuyện ấy đi, bàn chuyện thiền rồi anh gán về trời nha anh. Cảm ơn em anh. Có tương lai lắm á. Ở đây ai có câu hỏi nào nữa không? Mình đang nói chuyện là trong những tháng kế tiếp, cái nước Việt nó sẽ còn những cái thiên tai nữa và sẽ nạn đói xảy ra toàn cầu. Khi nạn đói xảy ra rồi, chiến tranh xảy ra, thì lúc đó đó, thế giới sẽ biến chuyển vào một cái ngõ, một cái con đường mới. Con đường đó chỉ có tiêu diệt những cái ác, tiêu diệt những cái bất thiện, tiêu diệt những cái người gọi là tham lam độc tài, tiêu diệt những cái đứa vô nghì coi cha không ra gì, tiêu diệt những cái người ăn trên ngồi rồi mà coi thường mạng sống của những cái người bình dân. Nhất là gần đây có mấy bản nhạc nó chế lại là mấy chuyến bay Covid á. Trời, mấy bản nhạc hay lắm. Rồi rồi quý vị sẽ là người đại đại có phước. Mình đừng có buồn, không phải là nói để an ủi đâu, nó là thiệt á. Sống vào cái thời đại khi Kiệt còn ở tại thế hôm nay mà chứng minh một vị Phật ra đời, có bao giờ Phật ra đời đâu, 2600 mấy năm rồi á,
Phật Thích Ca, từ thời Phật Thích Ca tới hồi nay đâu có Phật nào nữa đâu. Mà mình hôm nay mình ở một cái đời người ngắn ngủi mấy chục năm mà mình gặp được Phật, thì quý vị thấy mình có phước không? Phải biết là mình đang có phước. Và đồng thời cái quan trọng nữa, quý vị ở một đời người gần mười mấy nghìn năm nay, có bao giờ quý vị mắt tận mắt nhìn thấy được con của ông trời không? Đúng không? Phật có thể bao nhiêu thời đại Phật ra để mà làm một cái pháp môn mới cho ta tu tập, nhưng mà con của cha không phải lúc nào cũng xuất hiện đó. Chuyện lớn á, cha mới cho một đứa con xuất hiện. Kiệt không phải nói để quý vị thương Kiệt hơn, nhưng mà nó là như vậy đó. Có thể thiên tử xuống trần mà không có mang chiếu chỉ, không có ấn lệnh, không có kim bài thì rất là nhiều, đi chuyến du lịch đi lên đi xuống thì nhiều. Nhưng mà một người mà potential fully đầy đủ hết, có rồng hộ mệnh bay xung quanh, không phải chuyện bình thường quý vị thấy rồng đâu. Có bao giờ mấy chục nghìn năm nay có ai thấy rồng không? Quý vị suy nghĩ đi. Hôm nay quý vị thấy rất là nhiều đúng không? Những người mà trên núi biết. Chỉ con thiên thượng mới có rồng hộ mệnh. Nên nhớ. Tuy là Kiệt là đệ tử của Phật, đệ tử của Đức Thầy, hôm nay cha cho Kiệt lập cái đạo Thiên Tâm ra đời là vì trong những ngàn năm kế tiếp, Kiệt đã có nguyện thề thế giới này còn sự bất công, tức là còn cái ác, còn vô thần á, Kiệt sẽ không có về gọi là về hưu á, nghỉ mệt á, sẽ không. Kiệt sẽ ở đây với quý vị, nhưng mà lần này là chuyến cuối rồi đó. Chuyến này là chuyến cuối. Tất cả các con họ thiên trên thế giới hôm nay mà đến nào họ thiên thì phải gán giữ 12 giới luật, mà giữ tệ nhất không được 12 giới, cái số 1 cũng gán giữ. Giữ được cái số 1 cũng làm chức tổng thống rồi đó, bí thư rồi, bộ trưởng rồi đó. Số 1 thôi là đã cũng được rồi, là về trời mới gặp nhau. Chỉ có về chảnh chúng ta mới gặp nhau. Nghe anh thuyết pháp giảng đơn, mà nghe trỏ dậy tiếng đờn không dây. Đờn đông hòa lẫn đờn tây. Cái này nói để cho những người mà mới nghe cái clip mới. Còn mấy người nghe clip cũ ta đã nghe rồi, nhưng mà nghe cũ rồi bữa giờ mấy năm cũng quên, giờ nhắc lại. Cái bài này có một người viết. Cho nên cái những người bây giờ bắt đầu thấy đông chiều hướng, người ta bắt đầu nghiên cứu, thì lâu lâu Kiệt cũng phải nhắc lại mấy cái bài cũ mà nó có cái ý nghĩa để cho họ hiểu. Chứ không phải mình cứ nghĩ là mình coi từ clip số 1 tới 248 là ngoài kia ai cũng vậy. Cái số lượng nó chỉ có chấm chấm 1000% thôi à. Còn độ chúng sanh á, là phải độ hết tất cả các căn cơ. Nhiều đứa nhỏ nhỏ 18 tới 45 bây giờ á, tối ngày nó ăn nhậu với cà phê với nó bị nhồi sọ Việt Nam, dễ gì nó nghe nói chuyện kiểu này. Trời ơi, nó nghe tưng tưng hay nó làm mấy cái chuyện gì á, thì nó có thời giờ của nó là nghĩ là quan trọng hơn. Chứ nó đâu có rảnh đâu mà ngồi nghe nhảo kiểu này. Thì lâu lâu ca ca mấy bản vui vui á, gửi thấy ông này tiếu tiếu một đầu nó chú ý, thì từ đó độ cái chỗ đó. Nhưng mà ngược lại á, những người mà gọi là lớn tuổi mà chấp quá, ô anh là giáo chủ mà sao anh còn ca, ủa tôi là truyền thời với lạc là thời vui vẻ. Ca cho vui quá không? Anh có gì để nói vụ này? Nhưng mà lâu lâu á, ca thì ban đêm chơi với mấy đứa đệ tử có trăng rồi có bắp có khoai rồi nướng củi lửa rồi lên là vui cay.
để đọc cái bài thơ này. Nghe anh thuyết pháp giảng đơn mà nghe trỗi dậy tiếng đờn không dây. Đờn đông hòa lẫn đờn tây, thấm vào tim ốc lòng này xót xa. Thương mình thương hết chúng ma, biết bao đời kiếp rời xa mẹ hiền. Lời này là Phật thánh tiên, mong cầu nhân loại quy nguyên tâm hồn. Đạo sâu sao lại ôn tồn, nhẹ như không khí dập dồn không hay. Nụ cười bí ẩn ngộ thai, cười đây nhắc nhở đắng cay kiếp người. Anh nói chỉ một phần mười, mà ai đại phước khóc cười lo tu. Người đâu vĩnh kiếp thiên thu, sao không chịu thấy ngục tù lợi danh. Anh đang biểu diễn thực hành, thí tài thí pháp thiện lành khắp nơi. Việt Nam ôi thật tuyệt vời, con rồng cháu lạc khắp nơi toàn cầu. Rạng danh một bọc mẹ Âu, anh đang nhắc lại có đầu có đuôi. Nhìn anh lắm lúc ngậm ngùi, tôi rưng nước mắt sụp sùi anh ơi. Biết rằng anh giả trống trơn, thí ba la mật đâu cần tôn vinh. Vài câu thơ thỏa lòng mình, tự hào con mẹ phục chinh toàn cầu. Phục chinh lý đạo cao sâu, từ bi chí dũng bắt cầu thăng hoa. Suốt thông tân cụ xăm xa, trên đầu ba tấc mẹ cha đang chờ. Tri ân anh mấy dần thơ, ơn người dìu dắt qua bờ tử sanh. Anh là minh chứng thực hành, công trình công quả lại dành công phu. Tôi còn mơ tối đèn lưu, mẫu anh là bậc chân tu lưu truyền. Anh là bài toán nhất nguyên, đưa người cầu đạo lên thuyền long dân. Thượng lai đang tới rất gần, Việt Nam hoàng bản rất cần anh ơi. Hoàng bản tức là bản phong thần hai á, sắp sửa sẽ. Ước gì tôi được đến chơi, được anh khai ngộ về nơi tiên rồng. Tôi không cần đến thần thông, chỉ mong cảnh sống đại đồng an nhiên. Quý anh tôi nói huyên thiên, mong anh nói mẹ để thuyền tôi lên. Một bài thơ. Bài thơ này của một người ở Việt Nam cũng có những người rất là tu, trí thức cao, nhưng mà cái số lượng này rất là ít. Còn cái số lượng mà lớn lên ở dưới chế độ cộng sản 50 năm nay, 55 năm nay, nó chiếm rất là đông. Mà nước Việt đã bị Tàu đô hộ, đã coi như là đứt cho Tàu lâu rồi. Chẳng qua là mình chưa có dọn ra, nó chưa có đuổi mình ra khỏi nhà mình thôi. Giống như nó nắm sổ đỏ rồi đó, nó sang sổ đỏ rồi đó. Nước Việt chỉ có ông trời, cha, đức thầy mới cứu nổi. Ngoài ra khó ai cứu hết. A Di Đà Phật, hôm nay nói chuyện nguyên thiên chỉ điểm chính lại, tóm tắt lại nói chuyện. Thì sẽ còn thêm vài tiếng sấm nổ nữa, mà nổ còn lớn hơn nữa. Kinh trời động đất. Thì lúc đó quý vị sẽ thấy chuyện gì xảy ra. Trong 2 tháng tới, bớt đi đâu, tại vì nó còn nhiều chuyện ly kỳ nữa. Tôi cũng không biết là chuyện gì, nhưng mà bề trên có dặn vậy đó. Rồi nạn đói thì bây giờ mình thấy rồi đó. Khi cơ trời, cơ vận đi á, nó đi toàn cầu nha. Những lời thầy nói là nói toàn cầu. Còn riêng nước Việt á, là nó có Phật Thánh Tiên và chúng ta 6 triệu người ở hải ngoại mong chờ từng phút có sự thay đổi, có sự màu nhiệm thay đổi. Nếu không có màu nhiệm khó mà thay đổi lắm. Sống ở dưới chế độ cộng sản chỉ có hèn và nhát, ăn và chơi thôi, làm gì có bi trí và dũng trong đó. Rất là hiếm có kiếm được người đó. Tìm được một người mà có bi trí và dũng cũng như chúng ta tìm vàng dưới đáy biển.
buồn là chuyện lớn xảy ra, đại nạn tai ách. Vậy mà những cái đài truyền thông của Việt Nam không có cái nào đưa lên, những cái YouTuber ở Sài Gòn á đưa mấy cái chuyện lẩm cẩm vui chơi gì á là dễ đầy, còn cái chuyện mà chết sống chết đại sự thì nó cho là chuyện nhỏ, thấy cũng rất là buồn. Như là Phật bên đây còn có ai hỏi gì nữa không? Có ai muốn nói gì lên tiếng? Nãy giờ bao lâu rồi? Tiếng 35 phút. Tiếng 35 phút. Cao đồ bữa nay có gì em cao đồ? Có một câu chuyện nhỏ tiếp tục. Nhỏ thôi hả? À? Nói tóm tắt nghe. Dạ. Ok. Dạ. Thưa sư phụ, thưa quý vị. Cái chuyện của ông Tổng Mã, tôi đã kể bữa hôm. Còn một câu chuyện tôi chưa kịp kể. Bỏ vô cái miệng lớn lại. Bởi vì hết giờ. Bây giờ tôi xin phép để gần miệng tắt. Vô. Vắn tắt lại vấn đề này. Tức là cái hôm mà ông nhớ nhà ông xin về. Bây giờ ông ở khu tư, tức là bên kia sông Tiền Giang, chỉ qua sông thì tới Bến Tổ Đình là nơi Đức Thầy ở đó. Thì ông nhớ nhà, ông xin Thầy về, Thầy nói ông đi về chỗ này không gặp tôi nữa đâu. Thì ông nghĩ, ủa, Thầy chẳng nói chơi. Thì ông nghe, để mà nghe, nhưng mà ông để trong lòng. Thì thật, ông về rồi thì hai ngày sau là Thầy được Cộng sản mời họp, nhưng mà rồi tìm cách hại. Tức Thầy có nói, sau đó Thầy có nói, hai lần trước nó tìm nó bắt tôi không cho nó bắt. Lần này tôi tự nộp mình để cho Cộng sản bắt, để tôi vắng mặt thời gian để thử lòng tín đồ. Ai siêu, ai ngã, ai bệnh. Để ngày nào đó tôi về, thì chư thần đều có ghi chép những công việc làm của các tín đồ hết. Thì từ đó tôi sẽ xử kẻ ác ra ác, còn người thiện thì ra thiện để được Thầy cứu. Thì cái đó Thầy mới nói vậy rồi, Thầy móc túi ra một cái phong thư, Thầy dán ở trên rồi. Thầy nói, cái này như cẩm nang, ông phải giữ kỹ. 39 năm sau ông mới có quyền dỡ ra nghe, mà dỡ vào lúc 1 giờ trưa. Thầy nói rõ, mà ông nghe lời rồi ông về, ông cất ở trên cái trang Ngô Tam Bảo, trang Phật cho quý vị. Thì cái hôm đó 30 tháng 4, 75, ông dẫn giác cuốc ra đồng để mà ông sáng đất. Thì thưa quý vị, ông đi lon ton ton ra ngoài đường ra đồng thì có những người ở xóm nói, mắc bà ơi, ông có ai gì không mà ông giác cuốc ra đồng nữa. Thì ông nói, cái gì đâu. Thì nó nói, ủa, Dương Như Minh đã đầu hàng giao miền Nam rồi, bắt ai không? Cao đồ nó hơi xa quá. Tóm tắt lại chút đi. Dạ. Thì ông mới vội vã, ông nhớ trực lại. Ông đi về. Thì ông tắm rửa xong rồi, ông đốt nhang trình của quyền, trình như người ta bảo. Chính đồ. Thì ông mới... Ông mới dỡ cái cẩm nang đó ra, thì Thầy mới đón. Sư mẫu tặng 39 đô. Trưa, ngày đúng đó. Nghe không? Là cái ngày Cộng sản chiếm miền Nam. Hello, không nghe. Như vậy thì ông Phật có biết trước quý vị, cho nên ông gửi cẩm nang đó dặn ông đàng hoàng, mà ông quên đi. Mà đúng giờ đó người ta nhắc rồi ông về, ông được gỡ ra thì Thầy nói rằng 1 giờ trưa từ ngày hôm nay là miền Nam để lệ thuộc vào miền Bắc. Hello. Câu chuyện đó xin phép hết quý vị. Xong chưa? Rồi, thử cái lo này nghe không? Đã nghe không? Có Esco không? Không ai cơ hả? Hello. Đó, được rồi đó. Ok, thôi mình tóm tắt bữa nay nhiều quá. Được rồi. Trong lại nói việc mọi người nên dự trữ lương thực, rồi chuẩn bị chuyện ly kỳ sắp xảy ra kế tiếp. Còn ai lơ cái núi sập thì cứ lơ. Nhưng mà họ sẽ không bao giờ họ ngờ được, khi họ khởi tâm mà chống trời á, là hậu quả vô rất là khủng khiếp. Ai là Phật hôm nay
cuối của cái clip này là clip 120 mấy? 250. 250. Mình ca, tuy là ca lẻ nhưng mà cho vui chút xíu. Tặng cho nước Việt là thành phố buồn. Bao nhiêu năm rồi còn mãi xa đi, đi đâu lăn quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta tôi vẫn nhận nguyện gọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào thua cây, lời nào cỏ là một chiều ngồi sai, một đời thật nhẹ ngày qua. Vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sống còn ở lại. Con tin yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiền bóng con người. Thành phố nào nhớ không anh, nơi chúng mình tìm phúc em đêm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quán có nguyên gốc thông già, chiều đàn tai nghe nắng trang hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng mỗi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không anh, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏ, người lửa thương chìm dưới sương mù, quỳ bên nhau trong góc giao đường, tiếng kinh cầu đẹp mộng yêu đương. Chúa thương từng sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Còn ghen môi em, mưa có còn buồn trong mắt trong từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng xuôi đón từ bàn chân em qua là từ bàn tay thơm tho lá khô, vì đời trường cũng như đời người mãi âm mưu. Nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em, ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh.
về ngày vui không em? Nơi em về trời sẵn không em? Ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước lòng. Ok rồi, cái clip này xin kết thúc. Hẹn kỳ sau. Cái đệ tử đó ngồi quơ quơ cái tay làm gì? Ám ba la bắt như hồng. Hả? Vô á.